Kể từ lần đầu tiên trình làng vào năm 1995, Bad Boys đã thu hút được đông đảo sự chú ý với cốt truyện độc đáo cùng loạt tình tiết hết sức thú vị. Hai phần phim tiếp theo lần lượt ra mắt vào năm 2003 và 2020 tiếp tục để lại thiện cảm không nhỏ với khán giả, kéo một lượng lớn người xem ra rạp. Ở hồi kết của phần 3, thanh tra Mike Glory nhận ra nhân vật phản diện Armando chính là người con thất lạc lâu năm của mình. Đoạn post credit cho thấy anh vào tù thăm Armando và cho cậu một cơ hội chuộc lỗi. Điều này khiến người xem háo hức mong đợi chuyện gì sẽ xảy ra. Đoạn trailer Bad Boy Ride or Die cuối cùng đã hé lộ phần nào nội dung câu chuyện. Một thông tin mới khiến mọi người ngỡ ngàng là bằng chứng cho thấy cố đội trưởng Corus Howard đã hợp tác với các băng đảng ma túy suốt nhiều năm qua. Điều này đẩy bộ đôi cảnh sát Mike Glory và Marcus Burnett vào phi vụ nguy hiểm mới, nơi họ phải đối đầu với cả phản diện bí ẩn do Eric Dane thủ vai. Bad Boy Ride or Die đem tới câu chuyện hấp dẫn xoay quanh cuộc chiến chống tội phạm của bộ đôi cảnh sát liều mạng. Hành trình của Mike cùng Marcus bị thử thách bởi vô số tình huống ngàn cân treo sợi tóc với những sự kiện giở khóc giở cười. Hai tài tử gạo cội là Will Smith và Martin Lawrence lăn xả với hàng loạt phân cảnh hành động mạo hiểm như là đấu súng, đua xe hay rượt đuổi trên đường phố, chiến đấu trên phi cơ.